Lúc mà đang honeymoon đó, hưởng thụ trăng mực. Thiên thiên đi đất sổ. Nắm nắm tay của em. Ít cù loạn liếu dạy xin hồn. Một hơi ấm trong lòng anh chạy luôn. Hào xinh phú à. Hạnh phúc gì đâu. Chế hôn chiều là. Kết hôn lâu rồi. Thiên thiên đi đất sổ. Nắm lấy tay của em. Hào xem chỗ sổ vô yêu sổ. Y như tay trái nắm tay phải. Nó cân chả là gì, đến sổ đâu có chén à. Có nhiều cái này còn đỡ, có nhiều người tay cũng nắm luôn. Đến chinh thật sợ, chén thật sợ, họ lãng mạn. Lúc mà còn trẻ nắm tay nhau, còn lãng mạn gì đâu. Đến chinh thật, là đến thì ta sẽ cho chén hôn với phim miệng rồi. Còn á, lúc mà lề già sợ, một người đi trước, đằng sau dí không kịp. Người còn lại. Tôi chỉ hoàn lại thật sự. Tôi rất là thích sự kinh doanh em quay này. Không sự kinh doanh hóa đánh doanh. Không phải là bởi vì công việc kinh doanh này kiếm được nhiều tiền đâu. Nhưng đương nhiên cũng có người kiếm không ít tiền. Đương nhiên trong em quay cũng kiếm không ít tiền. Tôi cá nhân nghĩ bằng của năng lực. Và thầy nói nếu như dựa vào cái năng lực riêng của tôi á, tôi có thể là làm phòng đất sản xuất à, ông đó, cái đó là làm phòng đất sản, tôi có thể kiếm được nhiều tiền. Và có thể là thầy nói tôi cũng có thể làm cái ngành bất động sản như anh Đức, có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn trong em quay. Tôi vừa sale sổ, tôi vừa khán phán. Tôi lại có năng lực về bán hàng, tôi cũng có năng lực về đàm phán. Tôi cho rằng cái năng lực của mình đang có, tôi làm bất cứ ngành nghề nào tôi cũng có thể thành công được. Nhưng mà tuyệt đối là không bao giờ giống như làm sự nghiệp kinh doanh này quay này vui tới như vậy. Tại vì khi mà tôi chỉ làm tốt một cái công việc kinh doanh em quay mà thôi. Phu chi cảm tình ngày càng tốt. Vợ chồng tôi tình cảm ngày càng tốt. Gia đình ngày càng hòa hợp. Và gia đình tôi ngày càng vui vẻ và hạnh phúc. Chén gia đình tôi có cùng một mục tiêu. Cả nguyên một gia đình tôi cùng có một mục tiêu chung. Cùng một lý tưởng. Một lý tưởng chung. Nào, vì thông qua cái án lý, cái sự nghiệp, chúng tôi càng hiểu ý nghĩa. Và thông qua sự kinh doanh em quay này, chúng tôi lại càng hiểu về dinh dưỡng nhiều hơn. Chúng tôi càng hiểu cách chăm sóc bản thân. Càng biết làm sao để mà chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình. Nữ hài tử, vì có được artistry, để làm cho mình càng đẹp. Và phụ nữ trong em quay vì có artistry do đó tự nhiên trở nên đẹp ra. Gia đình chưa phải sự điện tử khác. Là về đến nhà tự nhiên có tivi màu quay rồi. Và họ thông qua cái sự nghiệp, thật sự giao được nhiều thứ cho bạn. Và thông qua sự nghiệp kinh doanh này, thực sự tôi đã giao tiếp được và kết được rất nhiều người bạn tri kỷ. 是事业的好朋友, 一生的好朋友, 一辈子的好伙伴, 是những người bạn tâm giao cả đời, 是những người bạn cùng nhau làm việc trong cả cuộc đời. 其实与其说我们是上下线, 安利的伙伴, 还不如说我们就像家人一样. Nếu như mà hôm nay chúng ta nói upline, downline hay là những người đối tác của nhau cho em quay, hay là chúng ta nói chúng ta mỗi tất cả mọi thành viên cùng trong gia đình. 你不觉得我们很多家人见面的次数都没有我们的多? Các anh chị có phát hiện một điều không? Cái tần suất mà người trong gia đình của mình gặp nhau chưa nhiều bằng những người trong em quay gặp nhau. Đúng không? Đúng. 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 Ai mà thân thân chúng ta những người bạn như vậy đúng không? Chú là mấy ở xế yên quan chi ý ngoài. Ngoài cái việc chúng ta không có cái về huyết thống với nhau. Ồ, bị chà là hay chứ. Nhưng cái tình cảm thân thiết đó chúng ta thân thân cả gia đình. Đáng là yêu hẳn đô lần, nhưng mà thông qua cái sự nghiệp chén chà lần đó lại cho anh. Đương nhiên có một số người họ thông qua sự nghiệp kinh doanh em quay, cả gia đình của họ, cả gia tộc của họ đều làm chung. Mì cái hẳn đô hẳn nghề, phụ mô sinh cho là sự nghiệp, hãy thử không yên chi chẳng. Bên ngoài có rất nhiều ngành nghề, ba mẹ làm chưa chắc gì con cái theo. Đó là hãy thử không yên chi chẳng. Phụ huynh cũng không yên hài tử làm. Và thậm chí là sao ạ? Ba mẹ còn không có cho con mình làm theo cái nghề đó nữa. Cứ sao thì phát hiện rằng, so với trong an ninh cái sự nghiệp này, mọi người phụ huynh đều hy vọng hài tử làm gì trong đó. Nhưng các anh chị có phát hiện rằng, trong sự nghiệp kinh doanh em quay này, tất cả ba mẹ đều mong muốn con gái của mình sẽ kế thừa lại sự nghiệp kinh doanh của mình, đúng không? Ừ. 而且我相信, 孩子也一定很乐意接这个事业. Và tôi tin tưởng rằng con gái cũng sẽ rất là vui vẻ tiếp nhận kế thừa của ba mẹ sự nghiệp này. 就像我的孩子，应该他不会那么笨，不想接。 cũng giống như con của tôi không ngu đến nỗi bằng tế thường. Đúng không? Đúng không? Một sự
nghiệp tốt như vậy. Đúng rồi. Thông qua an ninh sự nghiệp thì có thể hoàn vũ thế giới. Thông qua sự nghiệp tư nhân em quay có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới rồi. Đó, cái vũ đài lão ba cũng cho họ kìa. Hơn nữa là cái sân chơi này người ba của mình đã làm tốt hết cho mình rồi, làm xong hết cho mình rồi. Đúng rồi. Thực ra an ninh 最大的收获不是金钱上。Các anh chị biết cái thu hoạch lớn nhất trong em quay không phải là về mặt tiền bạc. Không phải là về mặt vật chất. Không phải là về mặt vật chất. Và tôi cảm thấy quan trọng nhất đó chính là về mặt tinh thần, tâm trí trên mặt, về mặt tâm linh, tâm trí. Đối với tôi mà nói, trong suốt 32 năm nay, nếu mà tôi không làm kinh doanh Amway, tôi tin chắc rằng cái nội tâm của tôi không có kiên cường tới như vậy đâu. Và tôi tin chắc rằng cái nội tâm của tôi không có kiên cường tới như vậy đâu. Hơn nữa là cái tư duy của tôi không thể khỏe mạnh như vậy. Bởi vì tôi mỗi ngày nghe tích cực, tôi mỗi ngày đều làm quen với những người bạn năng lượng chính, chia sẻ chân thực tư duy, và mỗi lần ngày tôi tiếp nhận những cái tư duy chính chính trực, ngày nào tôi ngày nào tôi cũng đi làm cái công việc khích lại mọi người. Tôi biết rằng, chân thực an định, làm tôi, biến được y lại y. Và tôi thật sự cảm thấy một điều rằng, nhờ em quay mà tôi thấy bản thân tôi ngày càng tốt hơn. Em quay sử dụng tôi, giảng hoa được số. 可能超过了我传统行业，如果做传统行业，十倍的可能不止。Và tôi cảm thấy là sự nghiệp tư nhân Amway đã làm cho tôi nói chuyện nhiều gấp 10 lần so với làm truyền thống. 因为尤其我的个性真的不爱说话。Tại vì với tính chất riêng của tôi mà nói thì tôi không thích nói chuyện đâu. 你知道吗？这次我去参加 FC 的培训课六个礼拜，六天。Lần này tôi đi tham dự cái chương trình đào tạo FC của công ty Amway trong suốt 6 ngày. 六天。6 ngày可能所有 FC 里面，có thể là trong tất cả các FC tham dự đó， 我讲话最少，tôi là người nói chuyện ít nhất， 这就是我的本性。đó là sao？ đó là do bản tính của tôi。我喜欢听，我不爱讲。tôi thích nghe， không thích nói。但是你们看不出来的。nhưng mà các anh chị không thấy đâu à？ 因为我被你们逼的。tại vì tôi bị các anh chị ép tôi nói有些时候在跟朋友在聊天，我可以一个小时一句话都不讲。老师，我对嘛，跟朋友跟麦聊天啊，我睇冇听到好，冇听到。我本性是内向。因为本性của tôi là rất là nội tâm。只是现在你们看不出来。chỉ là các anh chị vẫn không thấy được cái điều đó thôi。而且我经过我的观察，其实我发觉到，外向人当然可以把安利做得很好。đương nhiên là với cái cách quan sát của tôi thì những người nào mà họ sống sống hoạt bát thì họ có thể là làm em quay rất là nhanh. Đã thổ phát ra rất nhiều những người làm phi thường. Nhưng không chỉ vậy, tôi thấy rất là nhiều người sống nội tâm lại làm em quay rất là thành công. Ví dụ như, bạn nghĩ là ngoại hạng người tài hay nội hạng người tài? Theo các anh chị, cái người sống hoạt bát và cái người sống nội tâm thì cái tài ăn nói của người nào giỏi hơn? Hoạt bát. Ngoại hạng. Đa phần đều nghĩ ngoại hạng người tài hay. Đa số người ta đều nói là những người mà sống hoạt bát cái tài năng nói của họ giỏi hơn. Nhưng mà, bạn sẽ phát hiện ra, thực ra, nhiều người ngoại giao, họ nói rất nhiều lời. Lúc đó các chị sẽ, những người mà hoạt bát, các chị thấy họ nói chuyện, họ nói rất nhiều. Nhưng không nhất định là đúng lời. Nhưng chưa chắc là những lời đúng. Vì họ ai nói chuyện. Tại những người đó thích nói chuyện. Nội giao người không nói chuyện. Còn cái người sống nội tâm không có nói chuyện. Nhưng mà, một khi nói ra câu nói, nhưng nếu như nói câu nào đó ra, nhất định phải nói. Đó là câu nhất định phải nói. 这是很重要的话。有讲到反更关键。他是思考了很久。但是高内囊老狼没囊，都去老狼引导了哟。所以内向的人他很喜欢听。người sống nội tâm thì rất là thích nghe。他很用心听。còn rất là dùng tâm nghe nữa cơ。他反而能够听到对方内心的想法。thậm chí còn nghe luôn cả nội tâm của đối phương đang nghĩ gì。有些时候反而内向的人是懂是最最懂得沟通。và nhiều lúc nói không chừng là những người sống nội tâm là những người biết cách giao tiếp nhất。上帝给我们一个人两个耳朵一个嘴巴。ông trời thượng đế cho chúng ta hai cái lỗ tai một cái miệng。不是给我们两个嘴巴一个耳朵。không phải cho hai cái miệng một cái lỗ tai。就说明要叫我们多听和少讲。kêu chúng ta là nghe nhiều nói。所以我在跟人家沟通的时候，我都是先听。do đó khi mà tôi gặp khách hàng của tôi mà giao tiếp, tôi là người luôn luôn là người lắng nghe đầu tiên。我丢一个问题，他讲。tôi cho một cái vấn đề rồi để người ta nói。再丢一个，你他讲。xong rồi nói xong cho tiếp vấn đề nó nói tiếp。
người đó càng nói nhiều thì tôi càng hiểu về con người này. 就比方说一个阿言他在我面前是不透明的，我不认识他。 ví dụ như là Nguyên ở trước mặt thầy, Nguyên thầy không có quen Nguyên chẳng hạn. 我就问你给他，他就讲。 và thầy đặt Nguyên câu hỏi thì Nguyên sẽ nói. 他就讲。 đặt câu hỏi thì Nguyên sẽ nói. 他从我在我的心中从不透明见半透明，他变透明。 và sau từ từ lúc đó thầy không hiểu về Nguyên, rồi bắt đầu sau khi nói bắt đầu hiểu một đứa, từ từ là hiểu thực sự hiểu về Nguyên đúng không? 我越来越了解他。 thì lúc đó khi mà hiểu rồi càng ngày càng. 我越能抓到他的需求点。 thì từ đó tôi càng dễ dàng nắm bắt được cái nhu cầu của người này. 等一下我讲的东西越能感动。 thì lát nữa khi mà những gì tôi nói càng dễ dàng cảm động được cái người đó của người. Nếu các anh chị ở trong cái môi trường này không đủ lâu, thì các anh chị sẽ không có cách nào hiểu thấu được cái sự nghiệp kinh doanh này như thế nào. Ngoài mình đang khán giả anh đi đâu biểu hiện mà. Những người ở bên ngoài nhìn thấy em quay chỉ là nhìn thấy bề mặt của em quay mà thôi. Tôi là phi thường khan hảo Yilan cái thị trường. Tôi là người cực kỳ coi trọng cái thị trường Việt Nam. Đương nhiên, cái sự nghiệp này cũng không phải là một sự nghiệp thuận buồm xuôi. Đương nhiên, sự nghiệp kinh doanh em quay không phải là một sự nghiệp mà thuận buồm xuôi gió đâu các anh chị. 它也中间也会碰到挑战。 trong quá trình đi đến con đường thành công đó chắc chắn sẽ có rất nhiều thử thách và trở ngại. 比方说别的直销的竞争。 ví dụ như là sự cạnh tranh của những cái công ty bán hàng đa cấp khác. 可能有一些人也会因为不懂得分辨去做了别的直销。 có một số người là do họ không biết phân biệt do đó họ đã đi làm những công ty bên ngoài. 我觉得也不是坏事。 tôi thấy nếu đi làm bên ngoài cũng không phải là điều hay, không điều sai, không điều sai. 你知道为什么市场上会有人低价卖东西吗？ các anh chị có biết tại sao bên ngoài thị trường vẫn có một số người bán phá giá không? 就是因为有些人想赚，想快成功。 là bởi vì có người muốn thành công nhanh. 用所谓的快速的方法。 do đó họ dùng cái phương pháp thủ đoạn nhanh. 买货。 mua thật nhiều hàng. 最快。 mua thật nhiều hàng là cách kiếm tiền nhanh nhất. 到后来他们发觉到，一下子产品堆的太多。 nhưng mà lúc đó họ mới phát hiện, sau đó họ phát hiện rằng. 可能有些人就 反正不做了。trong một thời gian ngắn hàng quá nhiều đi, bắt đầu không biết. 东西就乱卖。rồi không biết phải làm như thế nào, lúc đó họ sẽ bán phá giá để họ lấy lợi. 这些人一离开市场。 và cái người đó sau khi bỏ thị trường này. 留下的就是我们的市场。 thì những cái khách hàng họ tạo ra để lại cho chính là những người như chúng ta. 那我觉得有别的直销的竞争，其实反而是好事。 và tôi thấy được có là những cái công ty khác cạnh tranh với Amway đó là một điều tốt. 它会吸引一些投机分子。 thì những cái công ty đa cấp bên ngoài sẽ thu hút một số cái phần tử ham đầu tư, xem chuyên khoai chiến đời, những người mà ham kiếm tiền nhất, chỗ biết được lập tức đi qua những cái công ty khác làm. Bạn nhất định phải làm những cái địa phương để cho những đầu tư phân tử đi mà. Các anh chị biết xã hội mà cũng phải để dành một cái nơi nào đó cho những cái thành phần mà phần tử họ thích đầu tư để họ đi đúng không? Lưu lại là sự an định, cho những người chịu khó xử lý được. Thì đi rồi thì còn lại những người làm em quay một cách chân chính. 所以别的直销帮我们排毒。 do đó mình cảm ơn những công ty bên ngoài giúp chúng ta thải độc. Yêu chuẩn quan trọng trên nào đi à? Muốn kiếm tiền nhanh qua kia đi. Yêu sao ra trên đó đi sao à? Sao bán giá, bán giá. Mà muốn phá giá phá qua kia phá rồi. Lưu lại cho thị trường cho mình. Để dành lại thị trường khỏe mạnh này cho tôi làm. 但是，就像人一样，刚开始排毒的时候。 对身体也会有一点影响。đương nhiên đối với người cũng vậy, mới bắt đầu thải độc thì cơ thể chúng ta sẽ có một số phản ứng. 可能会稍微瘦一点。có thể là chúng ta thải độc xong tự nhiên nó ốm lại chút. 但是把毒排掉以后。nhưng mà độc tố ta thải được ra rồi. 精神越来越好。thì tinh thần ngày càng tốt. 身体越来越健康。cơ thể ngày càng khỏe mạnh. 像我们 Mr. O 还不止变得健康，还变得年轻，变得越来越帅。就是讲讲讲讲，không chỉ khỏe hơn, thấy đẹp trai hơn.còn không đổ không đổ hơn gái thèm gì hơn được càng ấy quá đâu cần cao su cơ là sự do đó cái thầy muốn chia sẻ với các anh chị là Y Lan hôm nay 7 năm rồi em quay năm nay đã 7 năm rồi ở Việt Nam 前阵子河内那边业绩冲得快giai đoạn đầu doanh số ở em quay Hà Nội phát triển rất là nhanh 所以相对河内那时候变得市场稍微有一点乱。do đó hình thành nên thị trường ở Hà Nội tương đối bị loạn. 但是我个人认为也是好事。
Nhưng mà bản thân tôi cho rằng điều đó cũng là điều tốt. Loan của yêu thông cho mình bài. Sau khi loan rồi, sau đó những người đó sẽ hiểu. Đúng không? Xem tùy từng cái thị trường, tương lai sẽ được kiểu kiện thành thành trưởng. Thì từ đó về sau, thị trường sẽ trở thành khỏe mạnh lại. Và họ sẽ là Việt Nam tương lai nhất định sẽ ngày càng tốt. Và tôi tin chắc thị trường Việt Nam sẽ ngày càng dễ lại. Sự vì người đa dạng sản phẩm hàng ngày chính là. Tại vì những cái sản phẩm lớn chưa về Việt Nam. Tương lai dễ dàng tạo ra doanh thu là chính sự. Ví dụ như là cái sản phẩm dễ dàng tạo ra doanh số nhất đó chính là bình lọc nước, máy lọc, Không khí chính trị. Máy lọc không khí. Gan gua nó suy ra không phải tạo ra doanh thu nhanh. Đương nhiên, màu sơn chảo không phải là cái sản phẩm mà có thể tạo ra doanh số nhanh. Nhưng mà gan gua là dễ dàng tạo ra doanh số nhanh. Nhưng mà gan gua là dễ dàng tạo ra doanh số nhanh. Nhưng mà cái bộ nồi sơn chảo lại là có thể giúp cho chúng ta tạo nên cái sự kinh doanh em quay này nhiều màu sắc hơn. Làm chúng ta làm đi càng nhiều lợi ích. Để cho tất cả những người làm em quay ngày ngày có nhiều niềm vui hơn. Chúng ta có thể có nhiều điểm tâm có thể làm, có cái có thể làm, có thể thu hút nhiều người lại. Ví dụ như chúng ta có những cái sản phẩm về điểm tâm hay là những cái món ăn thì từ đó có thể thu hút được càng nhiều người tới tham dự hơn. Có thể ăn thì rất dễ dàng người. Tại vì khi mà có ăn thì người dễ tới đó. Thì em quay chắc chắn trong tương lai sẽ ngày càng tốt. Qua được 2 năm, nhất định sẽ rất nhanh chóng tăng trưởng. Sau 2 năm nữa, chắc chắn phát triển rất là lớn mạnh. Từ 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 第二个, 安利产品越来越多. Thứ hai, sản phẩm em quay ngày càng nhiều. 另外, 外面的市场上, 越来越多人接受安利的产品. Và ngày càng có nhiều người tiếp nhận thích cái sản phẩm của em quay. 更重要的是, 越南的经济会越来越好. Và kinh tế của em quay ngày càng tốt. Nếu 外面的经济越来越好, 购买能力就会越好. Và chỉ cần kinh tế của em quay của Việt Nam ngày càng tốt thì cái năng lực mua hàng của người tiêu dùng sẽ ngày càng cao. Sinh hoạt tốt rồi, cơ cơ đều muốn mua hàng. Và cuộc sống tốt hơn rồi, ai nấy đều có nhu cầu dùng những sản phẩm tốt. Đúng không? Vậy tôi hy vọng các bạn, làm an lý thì đừng quá bảo thủ. Do đó tôi hy vọng các anh chị làm em quay đừng có quá bảo thủ. Nhất định phải nghiêm túc, hào hào để làm cái sự nghiệp tốt. Hãy nghiêm túc và làm em quay cho thành công. 我现在还没有看到多少人真正的把安利，就像当成传统生意在经营。 Tôi chưa thấy ai làm kinh doanh em quay như là kinh doanh truyền thống. 不是说你要投资像传统生意那么多钱，不是这个意思。 Không phải ý thầy nói là các anh chị đầu tư nhiều tiền như là bên truyền thống đâu. 但是你一定要用专业的态度去做这个事情。 Nhưng mà thầy mong muốn các anh chị dùng cái chuyên môn để mà đi làm cái công việc kinh doanh này. 我们要借用科技来帮助我们发展。 Chúng ta phải tận dụng khoa học kỹ thuật phát triển giúp chúng ta phát triển. Yếu chí hiện tại thấu hình ý không quý. Thứ nhất là bây giờ là cái máy chiếu đâu mắt đâu. Nếu dùng thấu hình để chiến sĩ an lý, sức sức là người ta更容易 相信这个事. Nếu như chúng ta lấy cái máy chiếu để mà thuyết trình về em quay, có phải là giúp cho người ta càng dễ dàng tin tưởng em quay nhiều hơn không? 像阿强啊、安婷啊、丽敏，应该还记得以前我们在顺桥那边的时候，我们都是用投影仪讲 OPP 的。và giống như anh Cường đồ đúng không? Trước đây đều dùng máy chiếu để nói về đúng không? Làm người ta cảm thấy là thằng chuyên nghiệp. Để người ta cảm thấy rất là chuyên nghiệp. Đúng không? Chứ không chỉ là mình như chỉ trên giảng đấy, đương nhiên cũng có thể, nhưng tuyệt đối chân thành chứ. Chứ đừng có nói là ngày nào cũng lấy cái bản viết viết vậy, nhưng mà không phải là sai, nhưng mà cái độ mà cái độ mà cảm nhận của họ sẽ không có cao. Bạn biết là đương thời tôi 22 tuổi bắt đầu làm việc. 我还是个穷学生，那时候太穷了，是热钮。以前没有这种投影仪。好多了，他们都用那个买手机的。只有放那个slide，各位知道吗？只有放那个幻灯片。只有放那个幻灯片。那时候最贵的是柯达的。柯达的。那个圆盘式的。然后呢，就按钮，按钮形状。然后呢，自动的。把它转。一按转一下。门板给它转一下。 那个一台大概要500多块美金。某某某某máy như vậy là khoảng chừng 500 đô. Nó sẽ hơi đắt. 500 đô rưỡi mắt đấy.
我买不起那个贵的。都摸空的，你买几买？我花了大概200块美金。tôi tốn khoảng 200 đô. 买了一个很简单的。tôi mua một cái đơn giản hơn nhiều. 手推的。用tay để mà đẩy. 放一张。bỏ một tờ đâu. 咔嚓一张。bấm một cái lên tấm. 再放一张。咔嚓一张。rồi bỏ tấm thứ hai vô, bấm cả cái lên tấm thứ hai.我就投资了一个小型的。tôi đầu tư một cái máy nhỏ. 我去哪里我都背到哪里去。tôi đi đến đâu tôi đem cái máy đó đến đó. 我没有车子。tôi không có xe. 但是我的包包里面一定放个资料袋。nhưng mà cái túi tôi lúc nào cũng bộ khởi động. 2份申请书。hai bộ khởi động. 因为资料袋用完，还有申请书可以用啊。啊，好嘞，một bộ khởi động và hai cái bộ hợp đồng. 最基本的产品示范。và bộ minh họa sản phẩm cơ bản nhất. 我去到哪里，随时都可以讲 OPP。tôi đi đến bất cứ chỗ nào.cũng có thể nói về ngay. 我随时都可以推荐的。bất cứ khi nào tôi cũng bảo vệ được người. 你知道我的第一个钻石怎么推荐出来的吗？các anh chị biết cái người diamond đầu tiên của tôi được bảo vệ như thế nào ra không？他是我的下线的下线的下线。đó là đầu lai của đầu lai của đầu lai tôi。第四代。F 五。我推荐我一个朋友，他是对读土木的，就是高我三年级。À, tôi học mà tôi bảo vệ một người là học về hình như là sơn gỗ á. Hắn đã đi ra công tác rồi. Là cao hơn tôi 3 năm và người đó đi ra ngoài làm rồi. Hắn đã 3 tuổi. Lớn hơn tôi 3 tuổi. Bạn biết ra công tác người ta sẽ nhận thức không đồng niên. Bởi vì người ta đi ra ngoài làm có quen rất nhiều người không giống nhau. Hắn đã giới thiệu một người lớn 10 tuổi. Và anh ta bảo vệ một người lớn hơn ta 10 tuổi. Đồng sự. Người đồng nghiệp. Cái người đồng sự thì nói hắn muốn giới thiệu người đệ đệ. Và cái người đồng nghiệp đó nói là muốn bảo vệ người em trai. Khi đi một thành phố giới thiệu người đệ đệ.đi tới một tỉnh khác để mà bảo vệ người em trai. Cho nó đi rất là ưu tú. Đó là người em trai rất là giỏi. Hắn sẽ 顺便 yêu được hắn đồng chí lại. Và đồng thời mời luôn một bạn học tới. Chỉ còn là ưu tú của đệ đệ không làm. Cuối cùng đó là cái người em ưu tú đó lại không làm. Hắn là đồng chí phản lại làm. Nhưng mà cái người bạn đó lại làm. Là đồng chí đại học 13 tuổi. Cái người đồng bạn học đó lớn hơn thầy 13 tuổi. Chú thuyết giảng hắn cơ cơ. Bảo đại học 3 tuổi, đại học 16 tuổi. Và bảo trợ cái người anh của anh ta là lớn hơn thầy 16 tuổi. Tôi lúc đó 22 tuổi, hắn 38 tuổi.Lúc đó tôi 22 tuổi còn người đó 38 tuổi. 然后那个他的哥哥呢，想了解这个事业。và cái người anh đó muốn tìm hiểu em vậy. 我就下了课，背着包包，拿着幻灯机，跑到他家里去。và tôi sau khi mà làm học xong, tôi đem cái bộ máy chiếu tôi sản phẩm minh họa bộ khởi động đi đến nhà của anh ta. 他家没有白板。nhà anh ta không có về cái bản không có bản. 我就叫他买3张麻将纸，打麻将的纸。thì tôi mới kêu anh ta lấy 3 cái tờ giấy mà để mặt trượt á. Để ra chẳng biết sao. Dán trên tường. Mà chẳng. Tôi lên đó tôi nói bề bề. Mày bái sợ là này. Mua có lại màu trắng. Đó là thính xô của chị. Và khi mà anh ta nghe tôi muốn, tôi sắp tới đó. Hai ai yêu của sự bất đa và anh ta cứ tưởng tôi là một cái nhân vật lớn gì. Chuẩn bị chi tiêu của chuyện gì. Chuẩn bị là chi phí để mà ký hợp đồng với thầy. Chi phí với thầy. Anh khẳng trang nền chinh được xào bỏ gì.đến mới thấy trời một cái người trẻ như vậy. Đang ngày 晚上他邀了有报社的记者。và buổi tối đó cái người này đã mời một số người ký giả, có nghĩa là phóng viên của một cái tòa soạn. 有乡镇的代表。rồi có một cái người đại biểu của của huyện. 还有推荐的国，还有代邀了那个国大代表。và một cái người đại diện cho của một trường đại học. 就是国家的议员呐。và một cái người là về y á, bên y á, tại vì cho bên y. 十几个人在那听我讲课。mười mấy người đó cũng nghe một cái thằng 22 tuổi nói. 我去那里的时候，他想叫我回去。và khi mà tôi đến đó, cái anh ta muốn kêu tôi đi về. 他觉得对不起，他真的朋友。tại vì anh ta cảm thấy là tôi, tức là cảm thấy anh ta có lỗi với những người bạn của anh ta. 他是跟这些朋友说，跟他们讲国际事业，怎么来了一个这么年轻人？哎，anh ta nói với những người bạn của mình là.đến đây nghe một cái công việc kinh doanh quốc tế, cuối cùng tới là một cái anh chàng trẻ tuổi 22 tuổi. Có lẽ anh đi cái nào cứ chẳng biết đến tôi lại thì có lẽ không ra chẳng mà. Thì cái người em mới nói với người anh rằng người ta cũng đến rồi, chẳng lẽ kêu người ta không có nói đi về? Thôi chứ miễn phí lắm, miễn chẳng là ngồi chẳng. Do đó miễn cưỡng để thầy nói. Nào, hay là tôi có chuẩn bị là chi tiết đó. May mắn là tôi đã chuẩn bị rất là nhiều cái tài liệu đầy đủ. Tôi phát một tấm hình ảnh. Tôi bỏ cái máy chiếu lên một cái hình ảnh. Tôi bắt đầu giảng công ty cái gì.Tôi nói là bố chẳng của công ty em quay. Chẳng công sức OPP. Nói cái OPP của công ty em quay. Tôi chẳng 1 trang, 10 trang. Tôi nói một cái, tôi sẽ liền tờ. Chẳng mấy 2 trang OPP. 2 trang nào OPP. 第3 trang phân xí, công bình xinh, bảo trang xinh.
Tờ thứ ba nói về cái tính công bằng và cái tính đảm bảo. Hay là trách nhiệm gì? Và viễn cảnh. Tôi giảng hoàn rồi. Sau khi tôi nói xong. Tôi chỉ đem một cái tài liệu. Tôi chỉ đem có một bài thôi đâu. Họ hai vợ chồng hỏi tôi. Hai vợ chồng đó mới nói. Hai vợ chồng tôi đều muốn gia nhập. Chồng có bạn tài liệu đem chỉ một. Bây giờ chỉ có một bài thôi sao đây? Tôi nói không chỉ chỉ một bài thôi. Tôi nói hai vợ chồng chỉ cần một bài thôi là đủ. 可是其他人想加入，我就没有资料袋。因为你看，你给老公做包装了。但是通过这个这一条线，今年一年创造了几千万美金的收入。và các anh chị biết là thông qua cái nhánh này thôi là mỗi năm ấy tạo ra doanh số là mấy chục triệu đô. 所以你看，我的投资看起来对于我一个新人来讲是不小钱。các anh chị thấy。cái sự đầu tư của tôi đối với một cái người sinh viên như tôi mà nói đó là số tiền không nhỏ. 可是却能推荐一些程度比较高的。nhưng mà tôi có đã bảo trợ được những cái người trình độ tôi nói cả. 甚至大老板也跟我们去做案例。thậm chí là những ông chủ lớn cũng muốn lại quay chung với tôi. 所以我们要借用工具。do chúng ta phải mượn những cái công cụ. 不要只看自己的嘴巴。chứ đừng bao giờ dựa vào cái miệng của mình không. 我们看我们嘴巴讲，他靠耳朵听。mình lấy miệng nói thì họ lấy tai nghe. 相信的比较慢。thì tin tưởng sẽ chậm.他的眼睛看得到，但是那眼睛嘛，你看得到。相对的更。那那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 适合的东西。nhưng mà với cái sự tính toán chúng tôi thì không có tìm được cái nơi nào mà hợp lý hết. 比方说，本来的预算可能是美金五百块，多少？ví dụ như là 500 đô một tháng 500 đô đi. 我就跟我的先生说，我看了一个地方是不错，可是要美金要一千块。thì tôi nói người tính cho tôi là tôi tìm được cái chỗ này rất là tốt nhưng mà mỗi tháng phải tới 1,000 đô.各位朋友不要忘记，那是30年前啊，一千块美金是很多了。1,000 đô mà 30 năm về trước, các chị biết nó lớn lắm. 对吧？然后我的上司就说：“你带我去看。”thì cái người tiếng Nhật tôi mới nói là dắt tôi đi thôi. 看了以后，他就定了下来。và sau khi coi xong là anh ta quyết định đặt luôn. 然后装潢还请秘书。và trang trí mời luôn thư ký. 我跟我的上司说：“算我一份。”tôi nói người tiếng Nhật tôi là tính tôi một phần đầu tư. 这一份是多少钱？các chị có một phần đầu tư là bao nhiêu tiền không？一份是美金多少？8,000多块台币，美金200多块。và một phần một cổ đông một cổ phần là khoảng 200 đô。对我来讲是很大的数字哦。30 năm về trước mà các anh chị biết đối với tôi mà nói đâu đó là một số tiền rất là lớn。装潢费还不算。tiền chi phí trang trí chưa đến。不是我有钱。không phải là tôi có tiền。是我告诉我，其实我如果不跟我上面说算我一份，他大概也不敢不会叫我出，因为我没钱。假sử tôi không chủ động nói gì tuyến cho tôi là tôi muốn tham gia một phần còn tuyến cho tôi cũng không ép được tôi đâu tại vì tôi cũng không có tiền. 可是我认为我没有钱是我的事。nhưng mà tôi cho rằng không có tiền là chuyện riêng của tôi. 我该不该出这个钱是我的事。và có nên ra tiền để mà đầu tư hay không cũng là chuyện của tôi. 因为这是我的事业。vì đây là sự kinh doanh của tôi mà. 我应该出这个钱。tôi nên đầu tư số tiền này. 我没有钱我要自己去想办。nếu tôi không có tiền thì tôi phải tự mình đi tìm cách đấy. 所以我很肯定的跟我上司说，算我一份。然后对肯定的我尊敬对了，真对我份。也因为这样子，我真的因为，其实我的上司很早就看准，我觉得这个年轻人虽然很年轻，lúc đó là người tiếng Nhật của tôi， 虽然也没条件， rất sớm đã nhìn thấy cái người như tôi rồi， 又内向， người này vừa nội tâm nè， là vừa rất trẻ là không có tiền， 但他相信我将来一定会做得很成功。nhưng người đó tin chắc tôi sau này sẽ thành công。第一个我关爱他，thứ nhất quan niệm của tôi tốt， 态度好，态度好，而且我又肯投资。tôi là chịu đầu tư. 我有做生意人的那种胆识。tôi có cái gan đi làm kinh doanh. 我不怕投资。tôi không sợ đầu tư. 因为我明白。bởi vì tôi biết. 这个钱虽然也不少。cái tiền này tôi không ít. 但是比起传统生意，它是微不足道。nhưng mà so với sự nghiệp kinh doanh truyền thống thì đầu tư như vậy là quá nhỏ bé. 我认为如果这么小的投资我都做不起。tôi luôn cho rằng nếu như đầu tư ít như vậy mà tôi còn không dám đi đầu tư. 全世界没有什么生意我可以做的。thì trên đời này không còn việc kinh doanh nào tôi làm nổi. 我认为 Amway 是我唯一的。最好的选择。và lúc đó tôi cho rằng đây là em là sự lựa chọn tốt nhất và duy nhất của tôi. 我讲这东西给各位听是，告诉各位，今天很多人因为很多人常问我，我为什么能成功？
Vì bây giờ có rất nhiều người thường hỏi thầy tại sao thầy có thể thành công được. 我个人认为我之所以能成功，是我一开始下的决心。 Tôi cho rằng cái đáp án tại sao tôi có thể thành công được là bởi vì ngay lúc đầu là tôi đã quyết tâm muốn thành công rồi. 因为我不是把Amway当25万一篮子，我是把当25万美金，甚至250万美金，甚至2500美金的态度去面对这个事业。 Tôi không phải coi sự nghiệp kinh doanh Amway là đầu tư 250.000, mà tôi coi cái sự nghiệp kinh doanh Amway như là đầu tư 250.000 đô, 2 triệu đô, 25 triệu đô để mà đi làm Amway với cái thái độ đầu tư như vậy. 这个事业在全世界100多个国家都已经证明它是成功的。 Và cái công việc kinh doanh này trên thế giới đã hơn 109 nước chứng minh đấy là công việc kinh doanh có thể hoàn toàn thành công được. 我们什么有什么理由会怀疑它会不会在台湾或在越南成功？ Do đó chúng ta còn lý do gì đi mà nghi ngờ là nó có thể thành công được ở Đài Loan hay ở Việt Nam hay không? 这是不用怀疑的。 Điều đó là hoàn toàn không cần phải đi nghi ngờ. 唯一要怀疑的是我会不会成功。 Cái điều nghi ngờ duy nhất còn lại là mình có bản thân mình có thể thành công được hay không? Đúng không? Đúng không? Amway 是够好。 Amway đã đủ tốt rồi. Amway 产品也够好。 Sản phẩm Amway cũng đủ tốt rồi. Amway 事业也够好。 Sự kinh doanh Amway cũng đủ tốt rồi. 我们要问问我们自己够不够好。 Còn lại chúng ta coi bản thân mình đủ tốt chưa? 对不对? Đúng không? 那我们愿不愿意全力以赴去发展这个事业? Và chúng ta có chịu chấp nhận là lấy toàn tâm toàn sức của mình đi phát triển sự nghiệp Amway một cách nghiêm túc hay không? 现在外面很多人没看懂啊。 Ở bên ngoài bây giờ còn rất nhiều người chưa thấy được cái sự kinh doanh này đâu. 尤其是条件越好的人，越多人没有看懂安利这个事业。 Đặc biệt là những người có điều kiện tốt ở bên ngoài và còn có rất nhiều người nữa cũng chưa thực sự hiểu được cái sự kinh doanh Amway là như thế nào. 就是我们的商机。我们的。我们商机的。Đó chính là cái cơ hội kinh doanh của chúng ta đó, chứ những đối tượng tương lai chúng ta đó. 你看当时我22岁一个学生。 Các chị nhớ tôi lúc đó 22 tuổi là một cái người học sinh rất nghèo. 如果让当时很多大有条件的人看懂这个事业，我的机会就少了。 Giả sử vào thời điểm đó có rất là nhiều người có điều kiện rất tốt và họ hiểu được sự nghiệp kinh doanh Amway thì lúc đó cơ hội của tôi đã rất ít. 就是因为很多人没看懂。 Bởi vì còn rất nhiều người họ không hiểu. 我这个穷孩子从学生也一样有机会。 Thì lúc đó nhờ vậy mà cái người nghèo như tôi, một học sinh, tôi mới có cơ hội để mà đi lên. 我很认真做。 Tôi làm rất nghiêm túc. 最后我发觉到，我出现条件最差，但是我在成为我的上限的市场，所有的市场里面最成功的、最有成就。 Nhưng tuy là điều kiện của tôi là thấp nhất, tệ nhất, nhưng mà tôi bây giờ trở thành cái nhánh, tôi là tôi tuyến cho tôi là nhánh thành tựu lớn nhất. Thậm chí超越了很多老板。Thậm chí là vượt qua rất nhiều ông chủ. 如果有条件的人, nếu những người mà có điều kiện, 他跟我一样看懂这个事业, họ cũng có thể nhìn thấy sự nghiệp kinh doanh hiểu như tôi, 他的速度绝对比我快, thì chắc chắn tốc độ của họ nhanh hơn tôi. 你看我那个下线钻石, các anh thấy cái người diamond của tôi là một đao lai. 我二十出头, 他38、39岁, 快差不多40岁的人. Tôi mới có 22 tuổi, lúc đó người đó đã 38, 39, 40. 他那时候月收入已经超过, $50,000. Và các anh chị biết lúc đó là thời thu nhập mỗi tháng của ông ta là hơn 50.000 đô. Truyền thống hàng nghề赚 $50,000 以上 30 năm trước à? 1 tháng. Đúng rồi. 30 năm trước mà mỗi tháng kiếm 50.000 đô một tháng. Tôi là chúng quan đan đi cơ. Còn tôi thì nghèo rất một tên. Vì vậy, anh ta rất nhanh lên được vàng. Do đó anh ta rất nhanh lên được diamond. Anh ta lên vàng, tôi mới là sapphire. Anh ta lên diamond, tôi mới là sapphire. Tôi lên phỉ thúy 的时候. Emerald 的时候，对了 ，Emerald， 我的四个下线跟我同时上回去，对，我4条 line cùng một lúc tôi lên Emerald với tôi， 我是很慢的前面，do đó ban đầu tôi là người làm rất là chậm， 因为我先天不良啊，听得懂吗？tại vì sao ạ？ Tại vì do tôi là sinh ra không có điều kiện tốt càng tốt， 但是我后来越做越好。Nhưng mà sau này tôi càng làm càng thành công. 甚至我敢吗？我说赚的钱全部去大陆投资。Thậm chí là tôi còn dám đem hết tất cả tiền của tôi kiếm được đem hết qua Trung Quốc đầu tư. 全部花光光。Xài hết luôn. 而今天我成为全台这个台湾第十一个王大师。Và bây giờ tôi trở thành Grand Master thứ 11 bên này. Không phải là tôi có điều kiện tốt.
是我这颗想成功的心比任何人都强烈。mà là do trái tim mong muốn thao tác thành công của tôi mãnh liệt hơn bất cứ một ai. 你们要看到越南十年后、二十年后会什么形势？các anh chị phải nhìn thấy Việt Nam 10 năm sau, 20 năm sau tình hình sẽ như thế nào? 如果你看到未来的结果，你今天一定很努力。nếu hôm nay các anh chị thấy được cái kết quả trong tương lai thì chắc chắn hôm nay các anh chị sẽ nỗ lực hết mình. 你今天一定会全力以赴。các anh chị sẽ làm điên cuồng, làm hết mình. 你想想看。台湾只有2300万人口，而台湾只有28万人口，这里有9000多万人口，马上要1亿。Việt Nam là hơn 90 triệu dân, gần 100 triệu dân. 而且这里都是年轻人多。và đặc biệt ở Việt Nam là dân số trẻ lại rất đông. 70%都是35岁以下。70% dân số Việt Nam là dưới 35 tuổi. 一个年轻的人民就会是一个充满活力的经济状况一定是很有冲击。tức là một cái quốc gia mà hơn 70% dân số trẻ là một cái quốc gia mà có cái sức bùng phát về mặt kinh tế là mạnh nhất. 我们就以台湾的比例来讲。so với cái tỷ lệ bên Đài Loan mà. 今天台湾有11个王冠大使，有3个 FC。ở Đài Loan là hiện tại có 11 Grand Ambassador và 3 FC。有200多个钻石。hơn 200 đại minh. 如果乘以5倍的，这里是百年塔，4倍以上的市场。你假设提供 Việt Nam gấp 4 lần so với Đài Loan đi. 也就是说，这里最少是如果王冠大使大概是40几个，加上 FC 大概是应该50几个才等于台湾的市场。tức là ở đây sẽ xuất hiện ít nhất là 40 mấy Grand Ambassador cộng luôn FC là khoảng 50 mấy người.mới bằng với thị trường Đài Loan. 钻石要800多个。và đại minh ít nhất là trên 80 đại minh, 800 đại minh. 你可以想象到越南的市场是多么大。nếu các chị nhìn thấy điều này, các chị sẽ hình dung được thị trường Việt Nam là lớn tới mức độ như thế nào. 更何况台湾市场还在成长当中。trong khi đó các chị biết thị trường Đài Loan tới ngày hôm nay vẫn còn đang trong giai đoạn đang phát triển. 如果我是你们。nếu tôi mà là các chị. 我会。用这5年或10年你自己决定，最少5年。tôi sẽ dùng 5 năm tới 10 năm, tùy các chị tự quyết định. 这五年全力以赴做完。5 năm này tôi sẽ làm MV hết mình luôn, điên cuồng. 其他的事情放到后面。tất cả những gì còn lại tôi để đằng sau hết. 5年后我全力以赴把它做上 FC 王冠大使。5 năm sau đó tôi trở thành FC hoặc Grand Master. 将来我就可以过着非凡的自由。từ 5 thứ 6 tôi sẽ có cuộc sống tự do một cách phi phàm. 你知道日本那个中岛新吗？王冠大使。các anh chị biết một cái người Grand Ambassador bên Nhật Bản không? Hắn dùng 5 năm. Ông ta dùng 5 năm. 做到双王冠大使. Dùng 5 năm để đạt được double Grand Ambassador. 因为日本有2亿多的人口。2亿多。对. Bởi vì Nhật Bản có trên 200 triệu dân. 是不是2亿啊？不知道。不对，1亿2000万，1亿2000万。120万。日本有1亿2000万人口，只多这里不到3000万。nhiều hơn Việt Nam có khoảng 30 triệu hơn.可是他用5年做到双王冠大使，你是帮助40个人做到顶级。tức là dùng 5 năm lên được double Grand Ambassador, điều đó có nghĩa là giúp được 40 người đạt platinum cho đội. 你说这个事情会不会在越南也会发生呢？theo các anh chị là điều này có thể xảy ra ở Việt Nam hay không? được. 这个奇迹一定会发生。cái kỳ tích này nhất định sẽ xuất hiện. 但是不知道会不会发生在你身上。nhưng không biết là có xuất hiện với các anh chị hay không? có.如果你想让它发生在你身上，如果你想让它发生在你身上，每天早上睁开眼睛就开始讲安利，每ngày sáng thức dậy mở mắt ra bắt đầu nói em ơi，到晚上闭上眼睛还是讲安利，tới tối khi ngủ nhắm mắt lại vẫn còn nói em ơi，一天当三天用，một ngày dùng bằng người ta 3 ngày，你一定很快上网打死，thì mình sẽ lên vào cái sự rất là nhanh。我告诉你，我认识一对夫妻在中国。tôi quen được một cặp vợ chồng này bên Trung Quốc. Thà mà phu chi kể chẳng ai đi chẳng đâu, quăng chỉ sửa bạn. Hai vợ chồng nói quen, nói tới mức độ quen ăn cơm. Thà cao sủa, chỉ trong một ngày, hai người đều quăng chỉ sửa bạn. Có hai vợ chồng có kể lại với thầy là có một ngày, cả hai vợ chồng đều quen ăn cơm. Chỉ có 2 người đồng thống cùng cùng sư một bát mì. Cuối cùng hai vợ chồng chỉ đi ăn một cái tô mì gói thôi. Bạn có thấy rất là vất vả đúng không? Chị cảm thấy rất là vất vả đúng không? Rất là cực khổ đúng không? Nhưng mà vì họ có sự kiên trì.nhưng mà chính nhờ cái sự làm điên cuồng như vậy của họ chuyên nghiệp rất là đa dạng nhưng ngày hôm nay họ đã xây dựng được một hệ thống kinh doanh em quay rất là lớn cho riêng mình. Đó
次我去成都。又到你成都。也是一个王曼大婶的家，叫孙东。那等娘姑她干嘛睡到东东？他是个医生。安内了不不行。他在做安内初期的时候，他是在做脑部医生，开头颅的手术。就去那边歪到了，不行跑通脑。他说他那时候一个月只有800块人民币。lúc đó anh ta nói tôi một tháng lương ở bên bệnh viện chỉ có 800 nhân dân tệ thôi. Và đi đóng bài đó khoảng mấy triệu? Khoảng gần 200 đô. 20 năm trước. 20 năm trước. Cho nên là anh ấy rất thích kiếm tiền. Nhưng mà bây giờ anh ta rất thích kiếm tiền. Khai não cơ y sinh thấy trung bình tiền chứ. Một bác sĩ phẫu thuật não mà tiền mỗi tháng chỉ có nhiêu đó. Cho nên anh ta cải hàng. Do đó anh ta đổi nghề luôn. Cho y mỹ. Làm sao phẫu thuật thẩm mỹ? Và anh ta cơ xoang miệng. Chắc dùng ta miếng mắt.你知道吗？他看到每一个人单眼皮的女生，就想把她搞成双眼皮。có nghĩa là anh ta nhìn thấy người nào chỉ có một mí là tìm đủ mọi cách để người này trở thành hai mí. Đang nào chia ra anh ấy chia xuống anh ấy cái sự nghiệp của mình. Tới khi anh ta biết được cái sự nghiệp kinh doanh em quay này. Wow, cái sự nghiệp này tốt, cũng rất là nghiêm túc. Thấy được sự nghiệp kinh doanh này quá tốt, rồi làm rất là nghiêm túc. Lúc đó chỉ có chủ yếu là chính điều là bán nước rửa. Wow, nhiều nước rửa. Lúc đó chỉ có sao sữa tắm để bán thôi. Cả ngày nào cũng đi lắc sữa tắm. Họ phát hiện ra, họ đã mua y, họ giấu được 3 tháng. Và anh ta phát hiện sau khi lắc cái sữa tắm này trong suốt 3 tháng, họ chỉ sang lại hiện trạng. Anh đã lên được siêu vương. Họ chưa phát hiện ra, bị họ tăng được năm mươi tuổi nữa ý sư. Lúc đó anh ta phát hiện cái thu nhập của anh ta so với rất là nhiều năm làm bên bác sĩ. Tăng gia là 10 tỷ được rồi. Gấp 10 mấy lần. Họ nói, nếu như vậy, tôi sẽ giấu 10 năm hay được. Do đó người đó mới nói, nếu như vậy hả, tôi tiếp tục lắc 10 năm thì hả, biết đâu chừng nó phát triển đến cùng. Cho nên anh 7 năm cũng sang là trang bản là Wang Man Da. Do đó năm ngoái anh ta cũng đạt được Founder Cloud Ambassador. Hà hiện nay liên số lưu ứng cái chẳng bụng 100 triệu美金. Mỗi năm bây giờ thu nhập của anh ta cũng hơn vài triệu đô. Anh có thể tưởng tượng được không? Các chị có thể tưởng tượng được điều đó không? 一个本来只有200多块美金的收入，现在是年收入100万美金。好多，每天收入只有200多，不要每年收入100多。全成都最有钱的富翁住他隔壁。cái người mà giàu nhất của thành đô là ở nhà kế bên của nhà anh ta。他又推荐了一对夫妻，年轻夫妻很优秀。anh ta cũng đi bảo trợ một đôi vợ chồng trẻ em。那个是他第六条线。đó là cái nhánh thứ sáu của anh ta。第六条线上滴滴，他上了钻石。这杨登少能不能进到人台门？结果那个第六条线现在成为他的第一个王曼大使。nhưng mà bây giờ cái nhánh thứ sáu đó của anh ta lại trở thành cái nhánh cao với sự đầu tiên của anh ta. 叫沈强夫妻。沈强。沈强方向，我邀请他去台湾当嘉宾。哦，这个đó là Thẩm Dương, Thẩm Cường, Thẩm Cường là hai thầy cũng có mời cặp vợ chồng đó đi qua Đài Loan. Nếu có cơ hội, tôi sẽ mời các vợ chồng đó về Việt Nam. Wow, họ hai người vợ chồng đó nói chia sẻ điều rất hay. Sơn Chiang 的爸爸. Cái người Thẩm Cường, ba của Thẩm Cường. Là một tỷ phú. Là một tỷ phú. Họ nói rằng ba của ông ấy làm những sản phẩm trái cây. Chính là chúng ta nói là đậu gan. 但是里面听过鸡蛋干，鸡蛋做的像豆干的东西。豆干怎么样？鸡蛋，鸡蛋的干，豆干你知道吧？就是豆腐，豆干你知道吧？用鸡蛋做的豆腐。不是干干啦，豆干啊，豆干的鸡蛋干啊。啊，鸡蛋干。nói chung là cái đó là trứng gà khô。đúng rồi. Ủa sao trứng gà khô? Gà muối à? Gà muối là tôm nhâm à? Trứng muối. 他爸爸一年的收入超过1000万美金。thu nhập ba của anh ta một tháng trên 10 triệu đô. một năm trên 10 triệu đô. 他爸爸说：“你来继承我的事业，不要做安利。”爸của anh ta mới nói: “Con tới kế thừa sự kinh doanh của ba đi, không cần phải làm cái gì đâu.” 他说他不要。cái người con đó nói con không muốn làm. 因为他爸爸只有这个儿子。tại vì ba chỉ có người đứa con này thôi. 他说。你虽然比我有钱，对爸có tiền hơn con，但是你没有我的快乐。nhưng ba không có vui như con。他说他爸爸虽然家财万贯，对ba là đã tiền bạc vô số。家财万贯不如万人追随。
tiền bạc rất là nhiều nhưng mà không thể là như là theo đuổi, nhưng mà theo đuổi trăm thứ đúng không? Nó nói là ba nó mua nhiều tiền gì, mấy nó mua tôi đến kinh à? Nói là ba có nhiều tiền như vậy nhưng mà không có nhiều người theo ba. Nó nói tôi làm đi bị nào, bị của lão bà nhiều thành tựu cả. Tôi làm em quay, con làm em quay, con thấy có thành tựu, đã không anh? Có nhiều người theo không? Nó nói là thằng lão bà em cây tông ta rồi. Và anh ta nói ba của anh ta muốn xây một cái tòa nhà lớn. Nó tạo cho mặt xăm bên đất tỉnh lỗ, nó sẽ lại tăng thân là an ninh trọng phụ. Nó nói ba cứ xây đi, xong rồi con sẽ mua lại tầng cao nhất làm em quay. Nếu có cơ hội, đại diện đi Đại Lục khám khám, nếu Trung Quốc người làm an ninh là làm sao? Có cơ hội nhắc các anh chị qua, bên Trung Quốc có những người Trung Quốc làm như thế nào? Họ là người rất sợ đầu tư. Những người Trung Quốc là cực kỳ chịu đầu tư. Họ mở cái trải nghiệm quán, cá nhân trải nghiệm quán. Họ tìm những cái nơi gọi là thí nghiệm các anh chị, phòng thí nghiệm riêng. Bị an ninh công sở hay là đẹp không? Và những cái nơi mà thí nghiệm và những cái nơi phòng trưng bày của họ tự đầu tư á. Họ trưng bày, họ trang trí đẹp hơn ở công ty quay làm luôn. Tôi nhận thức một kiến trúc lão bản, như giống như Mr. Ong ở cái hàng nghề như vậy. Tôi cũng có gặp người ở bên Trung Quốc cũng giống như anh lúc là một người làm bên xây dựng kiến trúc. Thì ra Trung Quốc là không có nhỏ khoai đất đai có thể mua, chỉ có kiến kiến sản mới có thể mua, biểu đa khoai đất đai. Thì thầy nói là ở bên Trung Quốc không có mua những cái đất nhỏ đâu, chỉ có là những cái người mà kinh doanh lớn mua một lần là mua lần lô lớn. Nên cái đại lão bản bán cái đất đai biểu xuống rồi, sau này xây công nghiệp. 前面留一块盖他的会所。và các anh chị biết là cái ông chủ đó mua xong rồi, mua xong mảnh đất đó, xây chung cư bên đây, còn phần này là để làm gì? Xây cái nơi trung tâm em quay bọn. 两层楼。hai tầng thôi. 全部当他个人会所。chẳng nơi đó chỉ là trở thành cái nơi họ lập riêng của ông. Hảo. 所以希望对方有机会要走出去。đó hy vọng các anh chị có thể đi ra ngoài các anh chị xem. Đúng không? Mình khan rồi, sau này là em với cái cơ chế chứ không. Mình đi ra ngoài mình nhìn thấy rồi, tầm nhìn của mình về em sẽ thay đổi đi. Thời gian không còn đủ. Thời gian không còn đủ. Anh đi dùng nhiều chẳng đủ. Em quay thì mãi mãi không bao giờ hết đâu. Hy vọng các bạn định ra mục tiêu. Hy vọng tất cả các anh chị đặt một cái mục tiêu cho mình. 2018 nhất định phải thành công. 2018 nhất định phải lên đại mình. Tôi nghĩ 2020 có. Phải thành công đó. 2020 phải lên cao bao nhiêu? Yeah. 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 Yeah.我今天创纪录了，创纪录。还是在那边。